Vâng, em Minh Chiến chào tất cả các bác nha. Sáng nay thì ngày 14 tháng 11, em đã cập bến được hai cặp loa JBL vừa nghe nhạc vừa hát karaoke. Với lực đánh và cũng như lực hát cực kỳ tốt của dòng 8340 Hà Nội của Mỹ nha các bác. Em đã có video que và khui những cái dòng loa này rồi. Em nó trang bị cũ từ là 7 màu và bass 25cm, một chép neo, một chép rất là gia âm rất là rộng, hai lỗ thông hơi phía trước. Dòng loa này các bác có thể để nằm hoặc là để đứng, có giá đĩa vân vân, để theo mọi ý thích hoặc là treo trên tường nha. Đặc biệt dòng loa này có lực đánh và lực hát rất là lớn, tới 250W trên một thùng. Các bác phối ghép với những dòng âm ly 203N hoặc là những con đẩy có khoảng 8 sò trở lên là khai thác được em này. Nếu các bác chơi hai cặp thì chơi những con đẩy khoảng 16 sò nha. Đây thì đợt này là được hai cặp cuối cùng về cực kỳ đẹp cho các bác luôn nha. Giá là 8 triệu một cặp đã bao gồm phí ship. Bác nào mình đang cần một cặp loa vừa nghe nhạc 2 tiếng rất là tơi và khỏe ở ba dải, đặc biệt dải bass rất là lực. Với một cặp như thế này các bác hát với phòng là 30m² đổ lại, và nếu kèm thêm một con sub bass 25 nữa là quá là ok. Một cặp giá 8 triệu, cặp đây là một cặp nha các bác, đây là một cặp nha. Bác nào chốt thì liên hệ cho em Chiến qua hai số điện thoại trên. Cách đây một tuần thì em cũng về hai cặp nhưng mà đã giao cho tất cả các bác rồi. Và sáng nay về thêm một con Crown Macrotech 3600 VZ nha. Rất là mới, rất đẹp luôn nha. Tí nữa em sẽ có video riêng. Con này giá 25 nha các bác. Và con này là con JBL MBA 600 giá 11. Con này vừa về sáng nay, tí nó có video nha. Cực đẹp cho các bác này, có thể quay này. 3000 VZ nha. 3600 VZ 25. Còn hai cặp loa JBL 8340 này thì 8 triệu một cặp. Loa rất đẹp nha, từ hậu cảnh cho đến là ngoại cảnh. Vâng, và đây là phía sau của cặp loa. Các bác thể thấy nó rất là nhiều giá bét nha. Nếu các bác nào có đế chân mà kiểu như là để loa full, để cái chân ba chân ra cắm thẳng vào lỗ này nha, vành ốc khóa vào, hay là nếu các bác treo thì có bốn ốc này nha các bác. Đây, treo bốn ốc. Và đây là cái trạm loa bắp chuối. Đây, dòng 8340 thì nó sản xuất tại Mỹ nha các bác. Còn 8340A thì nó sản xuất tại Mexico, Made in USA nha. Và đặc biệt những dòng đấy sản xuất tại Mỹ thì cũ từ 7 màu, từ lớn hơn con A luôn nha. Đánh rất là mạnh, 250W trên một thùng. Là thoải mái các bác chơi những phòng 30-35m² rồi lại rồi nha. Em về hai cặp cực, rất đẹp, rất xuất sắc cho các bác nha. Bác nào lấy thì alo cho em Chiến qua hai số điện thoại này nha. Chỉ có hai cặp duy nhất nha. Giá 8 triệu bao ship cho các bác. Đấy, xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo. Đấy, các bác nhớ đăng ký kênh để luôn được cập nhật và theo dõi những sản phẩm bên em.